là quảng trường Vinh. Sẽ ngủ kiếp ạ. Chợ có một cô bạn này đẹp chưa.
Chết cái gì đó. Dạ. Cứ đi tiếp với chị ơi. Để em quay cái mic. Hello. Chào chị kìa. Chào bà con đi. đi thụt luôn được. Để cho em quay. Đây là em quay bình thường thôi, chứ không phải quay được lên live stream đâu. Quay bình thường thôi. Quay thầy đẹp đẹp thì em quay đây chứ. Thằng này mới. Cũng thật được đó chị ạ. Hình cũng quay cũng được đó. Cũng đó, quảng trường đó. Nhìn sân, nhìn cỏ này. Đẹp chưa? Chị đi thì em phải cứ quay cái mông của chị. Đây, chị đẹp, đẹp gái đây. Giơ tay lên chào bà con đi. Đây. Đây. Thì thương người rồi. Diễn thương người rồi.
Khiến anh ngưỡng kịp. Đây là mẹ bà tập dân vũ đây. Người rồi.
Dạ. Hả? Ít người quá rồi giờ nhìn quay nhìn thấy hay hay lắm ạ. Cần đi quay hỏi mình đi một chút, mình quay hỏi mình được. Mình quay hỏi. Đó, đi chứ. Đi chứ. Đi chứ. Đi chứ. Đi chứ. Đi Thank you.
đây là tôi mua đây.